Xin chào các anh chị trong team Evermore School. Em tên là Nguyễn Văn Mỹ, năm nay em 17 tuổi, học sinh trường Trung học phổ thông Đông Đô. Từ nhỏ em đã luôn ước ao được làm một diễn viên. Em đã từng đóng một số vở kịch nhỏ ở trường như Phú ông Kén Rể hay là những vở kịch nhân ngày 20 tháng 11. Em mong muốn có thể được vào vòng casting gặp anh chị và có cơ hội được làm một thành viên trong team Evermore School. Em xin chân thành cảm ơn.